kề văn tương lịch sử, nhưng thiết kế tương lai thấp thoáng rừng dương. Tôi nghe thành phố truyền mình bao tiếng cười loang mặt sông, điện bừng sáng thay mặt trời sắp lặn, những bình minh chim hót.
chuẩn bị nè, mở lão ba với lão ngang, ba lão ơi, lão đâu, để xa tay đó, không được để tay sang vào miệng, để xa từ từ đúc rồi. để xa ông được, anh Dũng mà đừng có đúc vào luôn đi, quyền là dùng người thôi, cứ ẻo qua ẻo lại ẻo lên ẻo không mới chờ nữa, hãy chờ rồi. Đây, thôi mình lấy xăng.